Hello và xin phép chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hunter, lại là mình đây mọi người ơi. Và ngày hôm nay thì Hiếu sẽ tiếp tục mang đến cho anh em một con game mới có tên là Downland em nhé. Thì con game này hiện tại Hiếu chơi thì nó là mở server quốc tế em nhé. Thì để xem là con game này có gì hay và đặc sắc, vẫn rất mong anh em tiếp tục ủng hộ cho mình thêm những lượt like và những lượt subscribe nha. Mình bắt đầu video luôn cả nhà ơi, let's go. Con game này thì nó sẽ có là phiên bản trên máy tính và phiên bản trên mobile em nhé. Thì hiện tại thì Hiếu đang chơi cái phiên bản này là trên PC. Thì cũng không biết là nó có sự khác biệt nhiều không, nhưng mà mình thì mình sẽ cứ vào trải nghiệm nha cả nhà nha. Mình sẽ có là Bắc Mỹ, Nam Mỹ đúng không? ASEAN là châu Á và Euro là châu Âu đúng không anh em? Đấy thì chắc là mình sẽ chọn ASEAN em nhé. Rồi, ok. Còn phim. Mới vô trải nghiệm là thấy cái đồ họa của nó khá là đẹp nha cả nhà nha. Sinh tồn hả? Như là sinh tồn anh em nha, nam và nữ ha. Anh em thấy sự khác biệt vừa giữa nam và nữ không? Đấy, nữ là mặc đồ hai mảnh và nam mặc đồ chỉ một mảnh thôi nha cả nhà nha. Kiểu tóc này khá là đẹp luôn á. Ôi, có chú hề nữa là anh em. Ồ, nhưng mà hóa thân như này thì mình nghĩ là như này là phù hợp nhất, tại như vậy là giống là người châu Á nè anh em ha. Hoặc là như này. Tóc kiểu này à? Tóc kiểu này được không ta? Thôi, lượm luôn đi anh em. Lượm luôn kiểu tóc đó anh em nhé. Đây là như là màu da anh em ạ. Màu da thì mình không thích đen quá, cũng không thích trắng quá. Tầm này là ổn nè anh em ha. Mặt nè. Gọn tí ba. thôi như này đi anh em ạ. Brown đấy, nam là phải nhìn nó lông mày nó phải chắc xíu như này á, mắt nè. Ok, mắt này to thế đấy. Nói chung là mới vào thì nó sẽ thiên về cái phần tạo hình khá là nhiều nha cả nhà. Mình thấy cái đầu tiên vẫn là ổn nhất đó anh em, đầu tiên vẫn là ổn nhất nhá. Môi. Ôi cái này bỏ qua ha. Phần này râu ria. Ôi chà. Rồi râu che hết khuôn mặt rồi lấy gì mà người ta coi. Như này không? Thôi trẻ chứ. Mình cũng trẻ đúng không anh em? Màu mắt nè. Màu nắng mắt thì cứ màu đen được rồi. Ôi chà. Gớm vậy. Thay đổi cái màu mắt một phát là nhìn gớm thật anh em ạ. Rồi. Make up có gì không? Thôi chắc là sẽ không cần đâu. Hay là như thích như này. Anh em thích kiểu gì? Mặt xẹo à? Thôi như này thôi anh em ạ. Rồi. Về kiểu tóc anh em nhé. Mình sẽ có khá là nhiều kiểu tóc. Mình thay đổi được. Có nghĩa là mình hồi nãy là mình cũng không cần là mình phải chọn nhiều quá đâu. Kiểu này ha. Rồi và phần này là cái phần đồ à? Ôi. Mình thích cởi trần hơn em nhé. Ai kênh YouTube của mình ha. Dấu Enter. IT. Còn phim. Rồi, nét ha. Rồi giờ sao đây nhỉ? Chơi đơn mùa à? Ở đây là chơi đơn, hình như còn cái này là chơi nhiều người này cả nha. Đó, mình sẽ tiến vào một cái kiến tạo một thế giới mới. New World nhé. À, một thế giới mới đấy. Nãy giờ có tiếng không ta? Ai có tiếng game không anh em? Rồi có tiếng game nhá. Vào. Đang đợi gì đây nhỉ? Cái kiểu khi là mình kiến tạo một thế giới mới anh em, nên là nó sẽ khá là lâu. Nếu mà anh em đã có sẵn một cái thế giới rồi thì anh em chỉ cần vào đấy và anh em trải nghiệm thôi ha. Ok, mới vào là đang cầu nguyện hay là gì đó cả nha. Mở ra một cánh cổng này, cánh cổng này nó sẽ có tạo ra một cái thế giới mới cho mình. Mình thì cũng chưa biết cái con game này nó sẽ chơi như thế nào nữa anh em ạ. Ôi, mở mắt, nhắm mắt và mở mắt, có một con cú ở đây ạ. Bạn là ai à? À cái con cú này. Thôi, nói gì nhiều thế. Rồi, ok. Mới vào tôi cởi trần nha cả nhà nhá.
À rồi, ok. Đây là chạy tới này anh em. À, mình có thể xoay anh nhá. Mình có thể xoay 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 như này. À và một khi mình nhấp chuột ấy thì nó sẽ đánh nhá. Ồ nhưng mà cái này à, cái ship nó ship làm gì vậy? À ship là chạy tới anh em ạ. À mình có thể à nút F F để mở anh em ạ. Rồi mình lấy hết nè. Hết đồ trong rương này. Ok này. Đấy, mở mở rồi nhá. Ở phía cái này là gì vậy? Không cái hoa ánh sáng thôi anh em ạ. Ship 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 đúng không? Ship là chạy nhanh nha cả nhà nha. Rồi F làm gì vậy? À nhặt anh em ạ, để mà nhặt những cái thanh gỗ này anh em, cũng như là những cái hòn đá nha anh em nhé. Ở đây mình sẽ chế tạo ra một cái rìu bằng hai gỗ và hai đá nha cả nhà nhé. Ok, được đấy nhá. Rồi, tay này đổi thành là cầm rìu nhá. Setting. Ok. Chặt à. Này. Này. Này, ôi xa hay thế nhở. Cái này đi đi xuống có sao không? Ồ không sao, đi 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 qua luôn rồi nha. Wow. Hay anh em nhỉ. Hay phết đấy. Wow, mở ra một thế giới thật là tuyệt vời luôn anh em. Ôi nhìn đã thế nhở. Ôi, đúng là con game này chất lượng vãi thế mà. Hay 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 rồi. Anh em nhớ like và subscribe để mà Hiếu biết là anh em yêu thích con game này và Hiếu sẽ mình có cái tấm khiên này. Cách cách là nhảy lên anh em ạ. À rồi rồi rồi. À khi khi mà mình đè mạnh á à, thì nó có thể lướt nha cả nhà nha. Wow. Có sao? Nhặt nhặt thôi anh em ạ. Bây giờ mình cứ nhặt thôi chứ mình không biết là cái gì làm cái gì. Wow, người khổng lồ kìa anh em ơi. Đây mình có những cái con heo nhưng mà T làm cái gì đấy ta? À, mình nên đi tới anh em ạ. À, anh em có thể thấy trên cái bản đồ của mình nè. Đấy. Thì mình sẽ có cái kiểu là cái dấu chấm anh em nhé, dấu chấm ở đấy thì ở đấy là nó sẽ báo cái vị trí của mình nên tới ha. Rồi ok, sẽ làm những cái nhiệm vụ như vậy và mình bây giờ mình phải tấn công. Ô con này sao chết vậy, mình chưa làm gì mà mình chết luôn cả nha. Rồi là chặt cái cây này á. Ôi đánh được này anh em ơi. Em 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 mày mày mày. Ôi giời, mình có thể chặt cái cây đó đó mà à tạo thành cái cầu anh em ạ. À chặt hay chứ nhỉ, phết đấy. Rồi mình vào đây à. Này này thì này rồi sao nhỉ, mình phá hả anh em? Ép hả? Ép à, rồi ok cả nhà ơi, thì mình sẽ kết thúc cái phần review cái con game này tại đây em nhá. Thì mình cảm thấy là đây là một cái con game sinh tồn nó khá là hay ho cho anh em luôn. Anh em yêu thích con game này thì anh em có thể là vào cái đường link Hiếu để trong cái nhóm Discord để mà anh em tải con game này về chơi ha. Có phiên bản PC và phiên bản trên mobile luôn anh em. Cảm ơn anh em đã xem và đồng hành và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye ạ.